Sáng 15 tháng 7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7 năm 2021. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phạm Hùng Thái, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh, Hội nghị ở tỉnh cũng được trực tuyến tới điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Tại hội nghị, đại biểu được nghe ông Lê Hải Bình, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, phó trưởng ban chuyên trách Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Hội nghị cũng được nghe ông Ngô Lê Văn, vụ trưởng vụ nghiên cứu tổng hợp Ban đối ngoại Trung ương thông tin tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của đảng, nhà nước 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình thế giới và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong 6 tháng cuối năm 2021. Kết luận hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền, tiếp tục khẳng định ý nghĩa, vai trò kết quả hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 diễn ra trong thời gian sắp tới. Tập trung tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó bám sát diễn biến tình hình, sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. Đồng thời, tuyên truyền kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nghị quyết 68 Ngày 1 tháng 7 năm 2021, của chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong tháng 7 và tháng 8 năm 2021 như kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần và 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.